Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Giao Du. Đây, ngày hôm nay quay trở lại với một clip mình đã bán mobile các bạn ạ. Và cái trận này thì rất là may mắn khi mà mình đã quay lại được cái thao tác bắn trên điện thoại của mình. Hiện tại thì mình đang đi làm ở Bình Dương nên nó không có bình thường cho lắm. Nói chung là khi mà Orbita 40 này thì mình đã không bắn PC, tại vì mình không có mang theo máy tính xuống dưới đây. Máy tính bàn mình để ở nhà rồi các bạn ạ. Nói chung là từ nay mình sẽ hay chăm đăng mấy cái clip bắn mobile các bạn xử lý, là nói chung là trên mobile thì nhìn nó không có đơn giản như trên PC các bạn ạ. Không, đây bắn nhau ì xèo các kiểu luôn. Rồi, trên mobile á, là trong nhìn nó di chuyển nó khá là chậm. Với một góc nhìn của người PC thì mình thấy bọn này di chuyển khá là chậm. Nhưng mà mình cũng chậm không khác gì, tại vì mình cũng bắn mobile, tại vì mình không thể nào nhanh hơn được nữa. Vậy nên mọi người xem nó từ lấy tôi có thằng đứng gần. Ôi, sắp chết. Đấy, thì trên mobile thì nó sẽ là một nội dung khác, bắn trên mobile nó sẽ khác PC nha mọi người. Hiện tại đây là server Indo, đây là server nước ngoài nha anh em. Mình đã bắn ở server nước ngoài nha anh em. Đấy, mình sang đây để mình tìm mấy anh bờ rồ bắn hết mấy thằng điên đánh giả cho anh em ơi. Đấy, thì hiện tại là đang chơi rank. Và một cái mức ranh gọi là sát điện thoại. Đấy, mọi người cũng biết cái mức ranh sát điện thoại là mức ranh gì đó. Có một con người trên mấy nhà, đúng rồi. Từ lúc mà Orbita 40 ra, 44 ra, có cái đồ nhạy 200 thì nó dễ quanh, nó gọi là dễ đánh, không nhắm, hít sọt hơn các bạn ạ. Nhưng mà mọi người đừng để full 200 nữa, lắc lắm đấy. Cho kiểu là quay vòng vòng, chóng mặt luôn. Cái đường nào để 150 trở xuống rồi, 160 trở xuống rồi. Có thành điện áp AFK các bạn ạ. Hiện tại mình đang cố gắng để bắn trên mobile hay không một chút xíu các bạn. Biết đâu con đường biết đâu con đường streamer rộng mở các bạn ạ. Nhưng mà phải ít giờ cũng đi đá live của mấy youtuber nổi tiếng như Bát Mèo, gọi là cu 4, cu tứ, cu lì gì đó. Nói chung là làm sao đá lại được thì nó mới gọi là trở thành một youtuber nổi tiếng được các bạn ạ. Bây giờ thì mình chỉ là bắn ranh bình thường thôi các bạn. Bắn ranh để gọi là luyện tập hàng ngày trở nên pro hơn. Và sau đó thì mình sẽ trở thành một ai đó. Ok, thì clip của mình thì bắn ranh thì nó cũng đơn giản là solo squad thôi các bạn. Đấy, và mình đang bắn mức ranh cũng càng ngày càng cao lên. Hiện tại mình đang bắn mức ranh gần tới huyền thoại các bạn ạ. Nhiều khi là không bắn được bé 3-4 tuổi nữa các bạn. Mà chủ yếu là mình đang luyện tập kỹ nên bắn sao cho nó đẹp mắt nữa. Đặt keo một kiểu nó phải nhanh để cho các bạn xem nó gọi là lạ mắt, nó vui mắt các bạn ạ. Chứ còn bắn bình thường, bắn thao tác bình thường thì nó cũng quá là bình thường rồi đúng không các bạn. Ôi trời ơi, rồi anh niên này bắn mình đau lắm các bạn. Thì nói chung mà trên điện thoại thì đấy, bây giờ mình sẽ xuống mình xử lý cái thanh niên này các bạn. Nhưng mà bây giờ mình bắn vẫn kém luôn, không biết rồi. Còn bấm lộ, bấm keo đồ thì nó còn gọi là bấm hụt nữa. Đấy, mình phải chạy vô nhà bơm máu một xíu. Sau khi bơm máu thì thanh niên kia cũng đã bị gọi là hai thanh niên này giết rồi các bạn ạ. Và cuối cùng là mình phải vào bo cuối, mình sẽ xử lý hai cái thanh niên này là lấy top 1 thôi các bạn ạ. Cái pha này các bạn nghĩ là mình có thể lấy được top 1 hay không các bạn? Các bạn sẽ bình luận cho mình nhé. Nếu mà ai nghĩ mình lấy được top 1 thì bấm like, còn không nghĩ lấy được top 1 thì bấm like cả subscribe luôn. Đấy, thanh niên cầm súng sạc các bạn, ui dồi ôi, còn có chiếu máu à. Bây giờ làm sao đây, có lấy được top 1 hay không các bạn? Pha này các bạn nên suy nghĩ trong vòng 5 giây. Sau đó mình xử lý cho các bạn xem. Nhớ bấm like subscribe.